khi có một vài cái nhạc sĩ khi người ta đặt bút xuống để người ta sáng tác ra một ca khúc thì có những ca khúc sáng tác rất lâu, phải mất vài tuần, có thể đến một năm mới ra được một ca khúc. Nhưng có những ca khúc chỉ trong vòng ít phút thôi, khoảng 10-15 phút thì đã tạo ra một cái bản nhạc, mà một trong những cái bản nhạc tuyệt vời nhất như thế của nhà soạn nhạc người Áo Christopher. Ông đã cảm nghiệm được cái tình yêu của Đức Mẹ, cái đức vâng lời với hai tiếng xin vâng, và ông đã sáng tác ra một ca khúc Ave Maria. Và ca khúc này sẽ được thể hiện ngay sau đây qua phần thể hiện của tiếng hát của nam ca sĩ Phi Nguyễn. Chúng ta dập tràng tay không lớn cho đó hát Phi Nguyễn. Con xin thay kính chào quý cha, quý cô sinh năm mới và toàn thể quý vị lời chào kính mến nhất. Hằng năm trông mong phần vinh phúc trên trời.
kính thưa cộng đoàn là đã lễ trong tháng 8 là quan thầy thánh Tam Linh của con đăng ký hát bài hát về cha rồi, nhưng mà sau đó bạn có chiếc điện thoại nói là nhiều cho cha thành hát, cho nên con phải nhiều cho cha thành hát đấy ạ. Và hấp tấp đăng ký một bài hát khác thì lại là một bài hát cũng rất là nặng, một bài hát nó cũng có hơi hướng nhạc cổ điển như thế này, một bài hát rất mới của nhạc sĩ An Lệ Thanh. Con xin cộng đoàn cùng nghe bài hát Đêm Nguyện Cầu, xin mời cùng nghe. Con tim con chúa, để cho con
mãi mãi trong tim niềm yêu mê trong đời, mãi mãi trong tim niềm yêu mê. Ave Maria và đêm nguyên cầu rất là ấn tượng trong tối ngày hôm nay. Trong tháng 8 chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái ca khúc, nhưng mà chúng tôi chọn chính Chúa là gia nghiệp. Nhưng đã có bao lần trong cuộc đời chúng ta đã chất vấn Chúa rằng là Chúa ơi, Chúa là gia nghiệp mà sao Chúa vẫn để cho con khổ, Chúa vẫn để cho con vất vả ngược xuôi? Xin thưa, có lời của một ca khúc sẽ thay quý vị nói lên điều này. Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ấn tình yêu, từng bước đi lên con nghẹn ngào, thập giá trai treo con ôm trọn cả những thương đau, vì Ngài là gia nghiệp muôn đời. Vâng, kính thưa quý vị, ca khúc Cảm mến ân tình của sơ Maria Tigon sẽ được gửi đến ngay sau đây với tiếng hát của cha Giuse Phạm Cao Thanh Sơn thuộc dòng Chúa Thể Sài Gòn. Chúng ta dành vòng tay thật lớn để chào đón cha. Kính thưa quý công đoàn, quý cha, bài hát thật là những tình, bài hát hay mà cũng rất tâm tình. Rất nhiều bạn trẻ đã hát rất là thành công và hay nhiều hơn con. Con thấy nội dung nó rất hay, phù hợp với ơn gọi dâng hiến. Con muốn dùng bài này để tôn vinh cảm tạ Chúa một cái hành trình Chúa đã chọn, không phải chỉ có con, có quý cha anh em tu sĩ. Và càng khám phá ra tình thương của Chúa, đồng thời ý thức sự giới hạn của mình để không ngừng chạy đến với tình thương của Chúa. Con dùng bài hát này để tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa, và đồng thời cũng là để dâng tặng quý cha Đa Minh. Như chúng ta đã biết, sắp tới là lễ của tình dòng Đa Minh lễ lớn vị thánh tổ cùng của giáo xứ Đa Minh. Chúng ta không thể không nhớ đến công ơn của quý cha đã tạo cho chúng ta những cái sân chơi tốt đẹp này. Và chắc chắn từ nguồn cội của thánh tổ, Ngài đã quan tâm đến đời sống thực tiễn của mọi người, và các đồ đệ của Ngài đang tiếp bước. Xin thánh tổ luôn luôn cầu bầu cho quý cha quý thầy được một ngày lễ và suốt cuộc đời dâng hiến tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta trọng trọng với tay để chúc mừng quý cha. Thank you.
Đa Minh cũng như là dòng Chúa Cứu Thế tham gia với chương trình rất là đặc sắc này. Nhân cơ hội này chúng tôi cũng muốn kêu gọi một lần nữa trong tháng 9 và ngày 7 tháng 9 năm 2022 sắp tới đây sẽ có tiếp tục một cái chương trình nữa diễn ra tại sân khấu này. Những quý vị nào đang ngồi dưới đây chúng ta yêu thích thánh ca, yêu thích ca nhạc thì chúng ta hãy mạnh dạn đăng ký cho cha Giuse Đỗ Tuấn Linh đặc cách của các ca đoàn trưởng ban của câu lạc bộ thánh ca, hoặc đăng ký cho nhạc sĩ Trí Tuệ với số phone 0933168961 đăng ký để được chọn bài và tập dần với ban nhạc. Và chúng tôi kêu gọi hết lòng cảm ơn quý vị đã tham gia. Nói đến tình yêu thì tình yêu rất là muôn trùng và trượt, mỗi người một vẻ, mỗi người chúng ta có các cách hiểu khác nhau. Nhưng đối với Thiên Chúa, Chúa đã yêu chúng ta, yêu trọn đời, yêu bằng cách hiến thân mình trên thập giá, yêu rất là vĩ đại. Đấy là cách yêu của Chúa. Thế còn đối với chúng ta yêu Chúa như thế nào? Ca khúc Tình Con Yêu Chúa sẽ được thể hiện ngay sau đây qua tiếng hát của giọng ca trẻ Xuân Trang. Chúng ta dành một tay thật lớn cho Xuân Trang.
Sơn Trang.